chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay là một sản phẩm đến từ Shopee. Đây là tay cầm chơi game có quạt tản nhiệt kim luôn pin dự phòng cho điện thoại. Giá con này thì mình đang mua ở khuyến mãi, đó là 104.500 đồng, rất là rẻ. Hiện tại thì cái loại này thì Shopee là bán rẻ nhất. Mình có để link ở phần mô tả của video, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo để mua nhé. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp ra. Đóng gói cũng khá là kỹ á. Đây chúng ta sẽ có những cái túi khí để chống va đập. Conlin Gamepad for cell phone. Chúng ta sẽ có một viên pin là 2000 mAh, nguồn ga là 5V. Theo quảng cáo thì có thể làm việc được 8 giờ, thực tế thì chưa biết ra sao. Fan life cycle là có thể quạt khoảng là 30.000 giờ, và sạc trong thời gian sạc là 2 tiếng. Nguồn vô là 5V, trọng lượng là 165 gram. Chúng ta sẽ có kích thước của nó là 155 x 118 x 30 mm và made in China. Nhìn cũng khá là chuyên nghiệp, khá đẹp đấy. Chúng ta trong hộp chỉ có một dây sạc rất là ngắn. Và đây là quạt, hai cái quạt khá là nhỏ. Ở sau chúng ta sẽ có một chân cắm, cái chân chống như thế này. Nó sẽ chống như thế này. Đó. Để xem phim cũng được. Đây sẽ có một cần để chúng ta giữ giữ máy lại. Up on ở phía sau. Bật tắt ở phía sau. Nhìn chung thì cái này mình thấy nó quạt cũng không có mạnh lắm. Nhưng mà mình nghĩ là để cái điện thoại này nó sẽ đủ mát cho cái điện thoại của các bạn, hay quạt hai bên. Quạt khá là im, không quá ồn. Các bạn có thể nghe không? Quạt rất là im. Trọng lượng nó cũng không quá nặng lắm. Tuy rằng nó có thể sạc cho điện thoại khác, nhưng mình nghĩ là sạc không được nhiều đâu. Với 2000 mAh thì sạc rất là đuối. Để sạc cái này thôi. Nhẹ. Chất lượng gió là không mạnh lắm, nhưng đủ làm mát, mình nghĩ là đủ. Nếu các bạn để sát như vậy, mình nghĩ là đủ để làm mát điện thoại của các bạn. Cầm cũng êm tay khi chơi game, đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Và nếu các bạn nào muốn mua sản phẩm này, mình để link, các bạn có thể link bên dưới, các bạn có thể click vào xem và tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. 100 mấy thì mua được, rất hợp túi tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.